tính phá quân mà là có hỏa tinh ấy, thì bao giờ nó rất là nóng chứ không phải là không. Mà nóng đây không phải là nó nóng theo kiểu dạng bất chợt kiểu gì tự dưng ngày nào nó cũng nóng đâu. Nó phải có cái đứa hay bị kích vào nó. Mà em là chính là nhân vật đấy. Đấy, tham mà gặp ngộ kiếp nhé, gặp bạch hổ ấy, nhiều khi ăn nói hơi xoáy sở luôn. Đấy, để kiểu dạng nó không thích cái gì là nó ăn nói nó rõ ràng lắm. Nó khiến cho cái người thân thì cảm giác rất là khó chịu. Đấy, cho nên ở gần với cả bố mẹ thì cái chuyện là khóc là chuyện bình thường. Đấy, ở gần với cả các chị các em thì thôi việc ai nấy làm thôi. Đấy, và việc ở với chồng thì cũng bị khóc là chuyện bình thường. Đấy, tức là hãy nhớ đây là muốn không để chồng nó chán thì tốt nhất là em phải thay đổi. Đấy, chứ còn ở đây nguy cơ để ai chán ai chưa biết được đâu. Bởi vì thằng nào cũng cái tôi, cái tự ái nó cao lắm. Sẽ có lúc trong khoảng thời gian ở với nhau ấy, sẽ có một khoảng thời gian. Ở đây anh nhấn mạnh là nó sẽ có cái sự gọi là thử thách giữa hai vợ chồng. Đấy, thì cụ thể nhất ở đây này lại không phải là tuổi trẻ em ạ. Nó lại ăn vào cái tuổi kiểu chung chung thôi. Từ 35 đến 40 tuổi là thời điểm này là lưu ý nhé. Và cũng nhắc nhở luôn anh chồng là vận từ 35 đến 40 là anh lại rất dễ có một cái vận gọi là vận đào hoa nhé, chứ không phải là bản thân cậu là người đào hoa. Nó giống như cái việc là tính cậu không phải là cái người mà thích gái gú lăng nhăng, nhưng mà đến cái vận đấy tự dưng nó bị đẩy, cái hoàn cảnh nó không được tốt cho lắm, nó sẽ đẩy đến cái vấn đề là cậu sẽ có cái mối quan hệ đặc biệt mà lại dễ có thể là vì tình cảm nào đó phức tạp. Đấy, và cũng đồng nghĩa trong cái thời điểm vận đó vợ chồng cậu lại có cái lục đục bên trong. Mà chủ yếu lục đục đây là chỉ toàn các cái việc rất là nhỏ nhặt với nhau thôi, chẳng qua là nó không gỡ ra được hết, thành ra dẫn đến là nó sẽ bị va chạm những cái việc nó không hay. Đấy, thế cho nên là tôi nhắc nhở là một chút, tại vì cái này là cũng còn tương đối xa xa cơ. Bây giờ cậu này mới có hai mấy tuổi này trên thua mấy mấy năm nữa. Đấy, mẹ của đáng tội chết nhất là trong cái thời điểm đấy thì không phải là người nào mà nó lại già tuổi như vợ đâu, mà lại có thể loại mẹ tin tin chết dở. Đấy, bọn trẻ trẻ đấy, chứ không phải bọn đứng đứng đâu, bọn trẻ trẻ. Đấy, đây là cứ phải khuyên trước, thử thách đó, nó chỉ là thử thách. Vượt qua được thì là xong. Mà yên tâm đi nhé, mẹ gián điệp với cả ông này rồi, nhiều khi mẹ chưa kịp làm gì, có khi là bị mẹ vỡ tiền mẹ rồi. Tính ông này mẹ đéo giấu ai lâu đâu mà. Cứ kiểu giấu giấu thì lại càng bị phát hiện sớm. Đây là cái vấn đề là nói trước. Đấy, mệnh này của nó có bộ phi liêm bạch hổ nên là tính nó nhạy cảm lắm. Nó phát hiện linh cảm điều gì không ổn là nó sẽ là không ổn. Mà linh cảm rất chuẩn luôn, không cần phải xem bói là sẽ tử vi đâu. Đúng rồi, yên tâm đi. Nhiều khi xem cũng không bằng cái đứa này, bởi vì là nó nhanh hơn, nó phản ứng tốt hơn. Đấy, giả sử như cậu đang đi đâu có vấn đề gì phát chẳng hạn, tôi nói ví dụ như cậu ngã xe, nó ở nhà nó đã có linh cảm không tốt rồi, mà nó biết thừa đấy là cái việc gì rồi, chứ không phải là việc cậu bị ngoại tình hay là cậu có đi gặp gái hay gì đâu. Đấy, tức là nó linh cảm cái gì đó nó sẽ rất là dễ để nhìn thấy được đấy là cái gì. Đấy, tức là riêng cái người thân của nó lại hay thế. Đấy, nên là cậu yên tâm luôn, cậu bị lắp chip một người rồi, ghi âm với cả camera làm vẽ người xác định luôn, khó qua mắt được con bé này lắm. Đây là anh phải chia buồn cho em, không phải là chúc mừng, chia buồn cho vợ em đâu, anh xin chia buồn cho em. Đấy, mày lấy nó là coi như là mày xác định rồi, không có cơ hội gặp được con khác đâu. Mà nói gì nói nhưng mà thằng tham lam mẹ gặp địa kiếp, nó ghen lắm, tính nó ghen, nó ghen nhưng mà nó thể hiện là nó không ghen. Đấy, tức là luôn luôn là thể hiện là tôi đéo cần ông nữa, ông thích ông cứ thử đi đi. Đấy, thế nhưng mà thực ra mẹ cái bụng nó khác, hãy nhớ là như thế. Nhưng mà đường quan lộc của em ấy thì trước 35 tuổi thì anh phải nói trước là em bị triệt hôm qua, nên là ảnh hưởng của cái triệt trước 35 tuổi nó rất là cao. Thế cho nên là công việc ấy thì cứ xác định luôn là lên dễ có phải xu hướng là phải thay đổi nhiều lần, chứ không phải là làm cái này đã là hiện tại là đúng hay là ổn thôi nhá. Đấy, nó chỉ là một cái công việc trước mắt thôi. Đấy, vẫn phải có công việc thay đổi tiếp theo. Được cái là em phải có bộ quan quý thiên khôi thanh long và bộ quan tinh. Đấy, khi ở cái quan như này rồi thì mỗi một lần thay đổi công việc là tốt hơn thôi, nên là không ngại. Đấy, từ trước đến nay em có đổi mấy lần việc đấy thì em cứ ngẫm mà xem, có một lần đổi lại thấy là nó khá hơn một chút. Đấy, chứ nó không phải là kiểu mạnh hẳn, vì đã là chuyện hôm qua rồi mà là cách thất sát ấy,
thất sát tương ngọ gặp triệt thì cách này gọi là kiếm bẫy. Đấy, hiệu quả nó sẽ không cao cho lắm. Đấy, chưa kể là bản tính của em hay là con nhà lính mà tính thích làm quan, làm thuê, làm nhân viên quan thì khó có thể làm lâu dài được. Thế cho nên là kiểu gì sớm muộn thì em cũng phải có hướng là làm chủ đấy, chứ không đi làm thuê được đâu. Đấy, vậy thì em quên em như này cho nó dễ. Sau 35 tuổi em có thể đứng ra em làm chủ, đấy là hướng thứ nhất. Hoặc là hướng thứ hai, thích trước 35 mà vẫn làm chủ thì chịu khó là dựng ngoài đó đứng trước mình. Đấy, và mình vẫn là chủ nhưng mà chủ đằng sau, chủ là đằng mặt. Đấy thì cũng được. Giả sử như em thích kinh doanh nhưng mà đứng đầu về mặt tên tuổi giấy tờ nhiều khi nó không hợp, thì em có thể dụng chính ví dụ như là chồng em. Đấy, nó là tuổi Tuất thì nó là cách phá quân, đó là cách mượn danh được. Mặc dù không cần nhất thiết là chồng em phải làm cùng em, đây gọi là mượn danh thôi. Đấy, hoặc là cũng có thể là giúp bằng bố mẹ, vì bố mẹ em đều là tuổi Thìn. Tuổi Thìn nó là cách tử tướng ở cung Thìn. Đấy, cách tử tướng là cách đứng chủ cũng được. Đấy, thế cho nên là có thể dụng một trong hai người này, một là cha mẹ, hai là phải là chồng. Đấy, và sau đó em có thể tự điều hành đằng sau. Đấy, hoặc là ứng dụng cách thứ ba là em làm hai nghề. Đấy, ngoài nghề chính thì em có thể làm cho anh thêm một cái nghề phụ nữa. Đấy, thì hai nghề thì không cần nhất thiết ai đứng lên làm danh nữa, mà là lại làm theo ứng dụng là nghề chính thì đi làm thuê, còn nghề phụ thì em đi làm chủ. Đấy, giống như là có một số cô là anh thấy là gì, sáng làm kế toán là làm thuê, chiều tối lại đi bán hàng online là làm chủ. Đấy, nghĩa là ví dụ như vậy cho em hình dung là em có cái cách là có thể ứng dụng cái đó nhé. Thất sát là công quan rồi, anh nói em biết là môi trường làm việc ở đâu nó cũng phức tạp thị phi đấy, kiểu dạng là cũng hay có cái tính chất tranh đấu. Đấy, em mà nhường nhịn phát này em bất cơ ngay, mà em mà tranh đấu thì em lại cần phải có nâng cao các cái thủ đoạn. Đấy, luôn luôn có tính đề phòng. Đấy, đặc biệt là đối với những cái người nữ. Đấy, em thì được cái là về những người nữ họ chơi với em thì nhiều khi không ổn. Quan nô thì nhị hợp, nghĩa là làm ở đâu thì sẽ chơi và gắn bó những cái người đó. Đấy, nhưng mà đa phần những môi trường em làm thì đều liên quan đến nữ là nhiều, ít đến với nam. Đấy, mặc dù là chơi với nam giới thì lại tốt. Đấy, lại được cái là anh em bạn bè là nam giới thì ok. Đấy, nhưng mà nếu mà chơi nhiều với nam giới thì cũng không nên, bởi vì là dễ gây ra các cái tính chất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến tình cảm. Đấy, tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà nó có cái hệ lụy đằng sau đó. Tình cảm là từ em hay từ người ta? Tất nhiên là cả từ hai phía chứ. Mày mà đón nhận thì mày chết. Bao giờ cái thằng đàn ông cũng phải phát ra tín hiệu, còn em là cái người nhận tín hiệu hoặc là em từ chối tín hiệu. Đấy, chứ không phải là em mẹ thích người ta, hiểu không? Đấy, nên là cái này là cũng phải nói trước. Nói chung là trước khi lấy chồng thì cái việc này cũng tính, còn sau khi lấy chồng rồi, nhất là có ông này rồi thì tốt nhất là né nó ra. Đấy, không thằng này nó cũng gấu biển lắm, mẹ vớ vẩn rồi lại vả cho thì thôi hết hơi. Đấy, nên là với cách này là mình phải chú ý. Chơi với nữ thì cũng không có gì là tốt cả. Thế cho nên là với cách cung nô này, người ta gọi là vô chính diệu mà hệ số là mộc dục, nên là thường tốt nhất là quen rộng nhưng mà thân thì không nhiều. Đấy, cho nó dễ. Chứ thân nhiều quá thì cũng chả có vấn đề gì đâu. Đấy, với cái thứ hai nữa là cung nô bộc này của em ấy, nó là cách tả hữu. Ở cung nô cách này thì có thể là gì, chơi những cái người nơi xa thì hiệu quả hơn là những người ở cùng quê. Đấy, giả sử như em ở Hà Tĩnh rồi thì tốt nhất là chơi bạn bè thì ở trên này luôn cả đấy, thì là nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn anh em ở dưới quê cả đấy thì hạn chế gặp nhau thôi, gặp vì có thể là vui vẻ giao lưu bình thường, xong rồi là thường thì nhà hai người ở. Đấy, chứ còn là không nên chơi thân nhiều quá, thân nhiều quá không tốt. Đấy, bản thân sức khỏe của em ấy thì lưu ý cho anh một số các cái vấn đề chính như sau. Thứ nhất là đường máu huyết áp sau này cần được bị thấp. Cái thứ hai là đau lưng. Thứ ba là vai gáy. Đấy, thứ tư là cổ họng. Đấy, tức là các bệnh về cổ, ví dụ như là viêm A này, hoặc là viêm họng hạc này. Đấy, hoặc là sơ về thanh quản. Chất lượng răng miệng thì không được tốt, dễ sau này còn phải làm lại cả răng. Đấy, mắt nữa. Đấy, thị lực là sau này thì cơ thể là bị sẽ bị cận dần. Em cận nặng. Chưa đeo kính nhỉ? Không, em không đeo, em cận lâu rồi. Cận nhẹ không đeo, máu thế. À không,
loan khuyết tật gặp kính dương để chú ý cái phụ khoa nhé, các cái vấn đề về nội tiết, chứng trùng gì đấy, đại loại là gì hết rồi. Thế thì phải lưu ý nhé. Và cuối cùng là cái gan nhé. Đàn ông chủ thận thì đàn bà chủ gan. Gan là nơi nó sản sinh ra cái lượng gọi là estrogen ấy. Đó là cái gọi là cái chất để nó tạo ra các cái sự sống trong cơ thể đấy, rồi là cân bằng nội tiết, rồi là đào thải độc tố, rồi đấy nó còn là những cái gọi là tác động tế bào, nó tránh bị ung thư. Nên là cái gan của em mà nó kém, nó thải độc không được tốt đấy, thì nó sẽ gây ra rất nhiều các loại bệnh tật đấy. Cho nên là riêng với cách này thì anh khuyên nên dùng cái nhụy hoa nghệ tây ấy. Đó là cách khá là ổn cho em đấy. Còn như là nam giới thì dùng cái đấy cũng được, còn không thì dùng hắc kỳ tử là nó tốt cho thận đấy. Tức là với cách như thông thường như này anh khuyên em là nên sử dụng. Và cuối cùng quan trọng nhất là gì? Phúc nghiệp về tật, người ta gọi là tinh thần quyết định cho sức khỏe. Nghĩ ít thôi thì ít bệnh, mà nghĩ lắm phủ mưu nhiều thì lại nhiều bệnh đấy. Nên là với cách này thì càng để cho tư tưởng thả lỏng thoải mái bao nhiêu thì lại càng sướng bấy nhiêu đấy. Mà trong về hiện tại hình thức như này là vượng chống ấy. Đấy, cẩn thận là vượng chống lại hại mái. Thế là làm sao là có đủ cân bằng đấy. Ông này thì mẹ càng ngày càng to béo như là Rambo, mẹ em thì vẫn thế đấy. Đúng là cái form vũ phủ mà. Vũ phủ là người đậm mình dày đấy, tướng tá cao to đấy. Nên là gặp đúng cái tay lại còn tuổi Tuất nữa, nào là cách phá quân ấy. Mẹ yên tâm luôn. May là to cao nhưng mà lại không có cái tính nguy hiểm đấy. Mà tính nguy hiểm lại không xuất hiện từ sớm, nó lại xuất hiện từ muộn. À, giai đoạn 35-40 đấy, giai đoạn đấy cũng cần phải lưu ý nhé. Cũng còn sớm, tính ra độ 6 năm nữa thôi bắt đầu vào vợ, đẻ thêm một đứa nữa, tầm đó là hai đứa rồi đấy. Tưởng tức là thiên đồng thì thường là sẽ là chủ về một bề con đấy, tức là sinh con trai đầu rồi thì nguy cơ tiếp tục thì vẫn là thế đó đấy. Khả năng là em sẽ là đẹp nhất nhà. Nếu như mà bầu con gái cẩn thận có nguy cơ hỏng dần đấy. Trước đã bị bỏ đốt nào chưa? Em chưa. Thế thì chưa đẻ được con gái rồi. Khi nào mà bầu con gái thì mới nguy cơ. Mà cái quái nào vừa mới sinh con năm 16 này đang thấy báo này, chuẩn bị hiện tượng đấy. 18 à 19. 19 có tiếp không? Chứ sao? Có. Dự tính gì không? Không. Không thì phải chú ý. Phải chú ý từ năm nay. Đó. Đây, gần nhất là tháng 8 âm này. Tháng 9 âm nữa. Là dễ có bầu à? Đúng rồi. Mày hỏi anh như kiểu rằng anh ơi, anh dừng lại đi, mới sợ để mà hỏi ngày ai. Chồng em ấy, nó là tác giả. Nhá, gần nhất đấy, 8, 9, 5 năm nay này. Bầu năm nay mẹ đẻ năm sau là bình thường. Nhưng mà nếu mà bầu con gái thì cẩn thận là dễ bị hỏng sẩy. Đấy, còn con trai thì cứ thế mà đẻ thôi, chả vấn đề gì. Mẹ nó lại dở thế đấy. Nên là chú ý, quan hệ gì, quan hệ chưa sẵn sàng thì chịu khó bảo vệ vào. Còn không đi đặt vòng đi. Không thì lôi bố này đi làm một mũi triệt sản một năm hay là hai năm, tùy. Và được ạ? Ừ, mày không biết cái đấy à? Mẹ một mũi tiêm phát chả làm sao cả. Cứ như mà vẫn quan hệ bình thường, mỗi tội là ra đồi toàn nước lọc thôi. Nó là công nghệ mới của Mỹ đấy. Thế như là một mũi tiêm nó một năm là hơn triệu ra, hai năm là 3 triệu, 4 năm là gần 5 triệu. Nó cứ thế nó nhân lên đấy. Nó tiêm vào cái ống dẫn tinh của đàn ông này, nó có cái màng chắn, tinh trùng có đi qua phát cái nào chết. Thế là cuối cùng xuất thì vẫn xuất, nhưng mà nói chung là toàn xác chết thôi. Đấy, nó là công nghệ rất là mới mà không cần phải đi thắt ống dẫn trứng hay là thắt ống dẫn tinh hay là đặt vòng hay là gì cả. Đấy, vợ chồng vẫn nghịch nhau thoải mái. Đến anh chưa thử đâu, tại vì là thấy nhiều người nói chuyện đấy. Đấy, chưa thử. Đấy, chưa biết là như nào, vì cũng tâm lý sợ thì mẹ mình chết hẳn luôn. Nhiều ông cũng sợ chết lắm mẹ. Đứt hẳn thôi, coi đây là dở hơi. Đấy.
Đó là một dạng nghiên cứu mới đấy. Đây này, năm sau 2019 là thái tuế và cung tử đây này. Một là đẻ vào năm sau, hai năm sau đến bầu. Thì năm sau mà đẻ thì năm nay cần đợt trước, bởi vì năm nay sẽ có nguy cơ bị dính bầu trước. Đấy. Tháng 8 tháng 9 là lưu tử tức của em động ngay vào sắp tới này nên phải khuyên. Kết đâu với mẹ tháng 7 vừa rồi nhưng mà vừa mẹ bị nghịch xong rồi bây giờ đến tháng 8 sắp tới lại thấy lại có gì thì là đương nhiên là sẽ có cái tỷ lệ bị dính như sao. Đấy là kể cả trong tháng 8 này nghịch đến tháng 9 nghịch là đều dính. Ý là thế nhá. Nên là chú ý. Đấy. Việc sinh hoạt vợ chồng thì không thể cấm được. Nhưng mà làm sao mình phải cân nhắc. Đây là được biết rồi mà lại không tránh được thì thôi tội chị nhá. Cậu con trai là đẻ năm nay. Thì bao gồm này amidan này xoan này ở đấy hoặc là viêm mũi dị ứng đấy mỗi hai cái đấy thôi còn đâu thì cơ bản là thằng này thì được cái là trộm vía không vấn đề gì. Tỷ lệ đợt này mà có là con gái cao lắm. Mà gái cao thì chưa chắc để đẻ được. Đấy. Đã đi làm lại chưa? Chưa ạ. Vẫn đang nghỉ sinh à? Vâng. Dự kiến tháng mấy đi làm lại? Em tháng 10 chưa? 9 năm. À ok. Thế thì dễ vị trí thay đổi rồi. Thay đổi cao hơn hay thấp hơn ạ? Thay đổi thì theo xu hướng là cao hơn hay thấp hơn? Chưa biết là cao hay thấp nhưng sẽ thay đổi không ở vị trí cũ nữa. Sẽ bị chuyển sang chỗ khác. Nếu như mà em vẫn làm ở cái đấy. Còn nếu mà không ấy thì có nhiều người thì nghỉ hẳn luôn, không làm ở đấy nữa làm cái khác. Đến khi mà đi làm lại đấy. Vì tháng 9 này nó dính gặp là song mã này. Song mã này gặp bộ khu quả nữa. Nên là rất dễ là cái vị trí cũ của em đã bị thay đổi. Người khác đã thấy vào hoặc là đã làm thì em lại phải chuyển sang vị trí mới. Nhẹ nhất là trong vẫn là trong công ty này thôi, chuyển vị trí thôi. Còn nặng hơn là em chuyển hẳn công ty làm cái khác. Đấy, năm nay công việc của em là sẽ có cái bước kiểu như thế. Mà nhất là để con trai nó yên tâm, cái chuyện thay đổi công việc là chuyện bình thường. Không có gì là lạ cả. Đấy. Thay đổi, ví dụ như là thay đổi nơi làm việc thì có được tính không? Đúng rồi. Có. Được tính chứ. Cũng có. Tức là những cái gì là cũ trước đây của em nó không còn làm lại việc cũ ấy nữa thì gọi là thay đổi. Đấy. Ngoài ra ấy, thì trong năm nay nếu như mà có phát sinh làm ăn thêm với người khác thì theo anh là thôi hạn chế nhá, không nên làm, đặc biệt là hai cái tháng 11, 12 âm. Mà nếu như ai đó mà rủ làm ăn chung hoặc là góp vốn cổ phần cái gì đó thì mình hạn chế nhá. Phục binh năm nay nó vào không thấy tuế rồi nên là nếu mà làm chung kết hợp với người ngoài là hiệu quả không cao, thứ hai là rất dễ có nguy cơ bị tập trục trặc. Nhà cửa sau này cũng ổn thôi, không vấn đề gì. Cung điền này là cách thiên lương, thiên lương là số được thừa kế tài sản từ cha mẹ để lại. Thế nhưng mà gặp song hao, phá toái và vong thần. Cách này thì không mở đất của bố mẹ được. Đấy, nếu có nữa thì cũng lại bán đi hoặc là
chuyển nhượng lại cho người khác thôi, chứ không ở trên đất của cha mẹ mà vốn là phải tự tay đấy gây dựng ra là thì nó mới giữ được, để nó mới bền được. Mỗi tội là xong nào không điền thì buôn đất không được đấy, mua thì dễ bán thì lại khó. Nên là với cách này mà đầu tư đất thì tốt nhất là đầu tư theo kiểu dạng cho thuê thì tốt nhất, chứ còn bạn là để đi buôn để lướt lướt đấy thì khó lắm đấy. Hoặc là cũng có thể muốn đầu tư đất kinh doanh thì mua nhưng mà lại đứng tên của chồng, giấy tờ là của chồng đứng tên đấy, và bán thì nó sẽ là thuận lợi hơn. Còn nếu mà là nhà ở của hai vợ chồng thì có thể đứng tên của mình cũng được cho nó bền nhé. Hướng nhà thì thường hay có duyên mua và ở, đó là các cái hướng chủ về đông nam hoặc là đông bắc là chủ đạo. Mà như là năm sau của em còn ban được vào điền đây này, 2019 ấy. Nếu mà có ý định gì mà mua nhà mà chuyển nhà năm sau thì có thể tính. Đấy. Có lẽ là chuyển nhà mua thì chắc bây giờ không được tính. Biết được. Chuyển nhà thì là đây là một khía cạnh, còn có thể là mua sao. Đấy. Năm sau là sẽ động vào điền. Một là chuyển nhà, hai là mình mua nhà mới. Đấy. Hiện tại trên này là ở trọ hay là ở nhà chồng? Ở trọ. Ở trọ thì thế là em là người đâu? Hải Dương. Hải Dương à? Đấy. Thì sớm muộn thì cũng phải có nhà trên này thôi, chứ không ở trọ mãi đâu. Khoảng tầm bao lâu thì sẽ mua nhà? Mua ở nhà mà trước 35 tuổi thì mày cũng không giữ được, mày cũng phải bán đổi khác. Muốn mua nhà mà ổn, kiểu gì phải sau 35 tuổi trở ra. Đấy, thì nó mới ổn được. Còn trước 35 tuổi nếu có đi chăng nữa thì thứ nhất là do tiền vốn của bố mẹ ủng hộ đấy, cấp cho để mà mua. Hai là phải đi vay mượn chứ không mà có sẵn. Và ba nữa là trước 35 tuổi mua nhà thì nó lại không được bền, tức là ở nó không được lâu đấy. Cho nên là với cách này thì nếu có mua được đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đã được lâu là như thế. Mẹ đẻ của em là cũng có họng sẩy về Bông Nhi nhé. Ngày sinh ra ba chị em như này. Em đã ở nghe em chưa? Em chưa. Rồi em hỏi thử mẹ xem nhé. Và hỏi luôn cả bà mẹ chồng nữa. Mẹ chồng có họng sẩy của em biết, em biết thì biết. Em cũng biết. Đấy, thế là về xác minh lại số của mẹ em thôi. Về huynh đệ và lưu huynh đệ đều báo hiệu là hai mẹ đều cũng đo đốt bỏ phòng con, ngoài sinh ra các anh em ruột trong gia đình của hai người. Thế là nếu như mà xác minh được của bên mẹ đẻ của Hiền ấy thì em nên đại diện thay cho các mẹ đấy lên chùa nhờ sư thầy họ lập cho một cái đàn lễ gọi là cầu siêu về thai nhi. Sau khi mà cầu siêu về thai nhi xong thì bản thân em sẽ phát nguyện cho anh là đi làm phóng sinh trong vòng ít nhất là một năm mỗi tháng một lần và ngày nào cũng được để lấy cái công đức phóng sinh này hồi hướng cho các cái phần thai nhi để cho nó siêu thoát. Mà làm cái này cũng là để tốt cho cả hai em sau này mà có con gái đẻ an toàn hơn, vì mình sẽ không có nguy cơ bị hỏng sẩy nữa nhé. Bố sau này là nguy cơ là sẽ mất chức mẹ. Đấy. Bố là tuổi Thìn, lưu ý nhất cho anh các cái vấn đề về tim, đại tràng, gan, huyết áp cao, máu bị nhiễm mỡ. Còn mẹ em cũng là Thìn thì chú ý cho anh các cái vấn đề về xương khớp đấy, cũng bị máu bị nhiễm mỡ và các cái vấn đề ngoại thương do đi lại này đấy, té ngã hoặc là va quyệt xe cộ đấy, đau đầu đấy, tuần hoàn máu não bị kém đấy, men acid dạ dày là hơi cao và mắt thị lực là có thể là sẽ bị yếu đấy, đó là của mẹ. Và tuổi thọ của bố em ấy thì chú ý cho anh là các cái vận liên quan đến sức khỏe đến tuổi thọ của bố ấy, là bắt đầu từ thời điểm năm 40 đến năm 45 tuổi tính theo tuổi của em. Thực ra là phải xem là em trai thì nó mới là chuẩn này, xem cho em thì nhiều khi là em cũng không phải là trưởng nữ, thành ra nhiều khi nó xác suất nó chưa chắc là chính xác đâu. Đấy, nên anh ở đây nói theo cái vận này của em ăn án thôi, còn chính xác nhất thì phải xem là em trai vì là con trai của bố, xem mới chuẩn.
đời họ nội bên đằng bố nhà em ấy, từ đời cụ nội xuống đời ông nội là rất dễ có một đời hai vợ. Mà cụ nào mà hai vợ thì cái đời đấy rất hợp với mình. Đấy. Hình như là nếu có thì cái đời đấy là đang trùng mình, chứ không phải là chôn tập trung với cả các cái ngôi mộ khác trong họ đâu. Đấy, tức là chôn độc lập của mình. Bên đằng ngoại nhà mẹ em ấy gần nhau, không hợp tính nhau cho lắm đâu. Kiểu dạng là gần nhau là hay thị phi đó, mà quan hệ là dễ bị chia theo nhóm theo phe. Đàn bà thì tương đối là quản lý xoay sở rất là tốt, nhưng mà gần nhau không ai hợp. Nói chung là bên ngoại thì nó phức tạp một chút. Đấy. Nên là với cách này thì em xác định luôn là họ hàng em bên thì có thể gặp nhau động viên một tinh thần là chính thôi, chứ còn không giúp đỡ nhiều về mặt tiền nong hay quan hệ hay tài sản gì đâu. Đấy, nên là với cách này thì nhờ dương thì nó ít. Đấy, chỉ có tự mình làm tăng cường cái phúc của mình lên, tốt lên bằng cái cách là làm cầu siêu và phóng sinh cho nó đầy đủ cho anh ấy là được. Đấy. Đấy, còn đâu thì hiện tại chưa nhìn thấy cái gì nguy hiểm từ giờ năm 2020 ấy. Năm nay thì đẻ ra chuyển vị trí công việc này. Đấy, và cẩn thận để dễ lại nhồi thêm phát lửa. Ở hết cữ chưa nhỉ? 3 tháng hết mà, em đang 1 tháng. Đấy, 1 tháng hết cữ. Ông chồng nghe chưa? Vợ của ông chỉ còn 1 tháng hết cữ đấy. Nên là chưa hỏi là bây giờ bọn em đang mua xe thì bao giờ hết nợ? Anh nhìn xem. Mua xe trả góp à? Không, không phải trả góp, nhưng mà ý là cũng có nợ. Cứ làm dần thì trả nợ thì sao? Mua xe ô tô á? Vâng. Để là lái hay là để làm gì? Dạng như là xe khách dịch vụ ấy. À, đấy là đầu tư xe khách cái gì? Vâng. Chồng lái à? Vâng. Chồng lái thì cứ thế mà làm cái cây dân thôi, còn hỏi bao giờ giải lợi. Bởi vì nó có nhiều cái lý do nên rất sợ. Nhiều khi không những mà giả được nợ mà còn mang thêm nợ. Tất nhiên là nghề lái xe thì tránh làm sao được những cái việc rủi ro đấy. Nhưng mà hiện tại từ giờ đến cái năm mà nguy hiểm liên quan đến kiểu đấy thì không lo. Không lo lắm. Vấn đề tình cảm em nghĩ là cái đấy là tùy duyên, kệ. Không quan tâm, nhưng mà lo nhất là vấn đề kinh tế. Kinh tế tạm thời chơi vấn đề gì nguy hiểm. Trước 35 tuổi làm sao mà mạnh được? Phải sau 35 lúc ấy nó mới mạnh được chứ. Mà quan trọng nhất là không bị hỏng xảy thai nhi thì không có bất kỳ cái gì. Tự đến, tự đi. Đấy, hết lại có. Chứ còn đã có hỏng xảy thai nhi rồi, đen gấp mấy lần luôn. Em chưa. Không thế thì mà phải giữ. Đấy, giữ thì giữ cho mình thì sẽ giữ được cho cả chồng. Đấy. Thế nên mới phải chú ý ở đây là muốn các bạn đấy thôi. Mà muốn không bị cái đấy thì phải làm tốt cái việc của gia đình, của mẹ đẻ, các mẹ chồng nữa. Vâng. Thì là sẽ cái phần kia mình thì nó yên ổn thôi, cái gì đâu. Đất nhà cũng phải sau 3 năm ấy. Ừ? Sau 3 năm là cũng sẽ có được à? Có thể còn có trước đấy cơ, nhưng mà không đến mức độ là phải sau 3 năm. À. Chẳng qua là anh đang nói là sau 3 năm ấy thì tạo lực nó sẽ dễ hơn. Đấy. Nó bền hơn, kiểu thế. Thì ví dụ như trong cái khu nó bọc của em thì còn cái gì đi. Sao hiện tại ngoài cái này ra thì chưa phải tìm cái gì. Em mà có làm chủ thì chưa làm chủ được, bởi vì khung đô hơi xấu. Nhân viên thay đổi liên tục, mà thậm chí là nhân viên còn thị phi với chủ. Nên là làm chủ giờ trước thì cũng không hay. Đấy. Nhưng mà em có khả năng làm chủ không? Tất nhiên sẽ có khả năng chứ. Cứ 35 trở ra mày làm thoải mái. Trước 35 tuổi mày đứng sau người khác thôi. Nếu mà muốn làm chủ, hoặc là làm hai nghề, nghề chính làm thuê, nghề phụ làm chủ.
đấy là những cái ứng dụng anh đã đưa ra hết rồi. Nhưng mà ví dụ trong cái lá số này em nhìn thì em hợp với cái gì? Cái đấy thì không thể biết được. Bởi vì tham lam của tham bán sát chỉ hợp là kinh doanh tự do. Mà kinh doanh tự do thì chỉ là cái mảng chung, không thể cụ thể hóa lên nó là cái gì đấy. Bên trong cùng cái này có người làm như em, có người làm khác chứ. Có người làm đủ các loại ngành nghề, làm sao mà lấy cái căn cứ nào để chứng minh được cái việc là em sẽ làm tốt đấy. Nhiều thật, em làm ở đâu chẳng thế. Bây giờ anh có chỉ em làm cái nghề này đi nghề đấy thế thì phía em. Nhớ là cái cung nó thế rồi làm nghề nào cũng vậy đấy. Cho nên là cứ đến đâu có cơ hội thay đổi, đổi mẹ đi, thế là xong. Rất đơn giản. Thay đổi này là xu hướng tốt hơn đấy. Cái đấy cũng phải hỏi mãi, vừa nói rồi. Nếu như mà muốn thay đổi mà nó xấu đi cơ thì đã đành. Đây là nó cũng tốt lên một chút mà. Quan điểm cho nó mệt đó. Vâng. Nên là hỏi làm gì nhưng nó hợp thì cũng chả điền gì. Bởi vì có chỉ được ra rồi, mày làm rồi mày cũng lại mày nghỉ, mày chuyển cái khác cơ mà. Cái cung phu thê này là không có điểm đúng không? Em sợ nhất là cái này. Sợ cái gì anh đã nói lúc nãy là cái cách này nó là nó vào cái điểm và nó đắc cách. Chứ không thì nhìn mày mang lá số này đi đâu mày cả một cái diễn đàn đứa đéo là chẳng nói là mày hai chồng rồi chồng mày kiểu gì mày cũng có bồ mình có không ý mày cũng nè cắm vào sừng của chồng mày thôi mày cũng chán chồng mày lại leo tường leo rào thôi đấy nó lại thế. Mình nhìn được cái vấn đề là cái cách không thực tế. Nó lấy chồng như này nó khác cả lá số giống hệt như này, nó lấy chồng sinh năm 85 nó khác, hiểu không? Không để áp dụng một cách máy móc là cùng với là cách cục như này, nếu tôi phán bừa vào nó chết. Vì em đã lấy chồng là một trong những 5 trường hợp đặc biệt rồi. Hiểu nôm na là thay vì là con gái lấy một cái người chồng là nó chồng phải hơn tuổi nó, thì nó đang lấy cả một cái người chồng chồng ít hơn tuổi nó. Đấy là một loại sự thiệt thòi rồi. Mà không kéo lại lá số ông kia cũng rơi vào cái cách mẹ cung thê xấu lòi thôi. Nếu như mà lấy vợ mà không phải là trường hợp đặc biệt thì ông cũng mẹ hai vợ luôn. Đấy. Vợ đặc biệt thì cũng là năm loại vợ. Vợ đã có một đời chồng. Đấy, vợ là người nước ngoài hoặc là Việt kiều. Vợ là người hơn mình về tuổi. Đấy, còn đã là vợ còn ít hơn mình tuổi thì ít nhất phải là 8 tuổi trở lên. Đấy. Còn cuối cùng là đấy, khuyết tật bẩm sinh. Đàn ông so với cả vợ đặc biệt nó cũng vậy. À, có khuyết tật bẩm sinh và khuyết tật do tai nạn gây ra, có. Em mà. Vợ của anh ấy là em có. Em có khuyết tật mà. Khuyết tật gì? À, bị cong tay à? Đấy. Thì đấy nó là cách đặc biệt, đơn giản là như thế. Thì đấy phải những cái trường hợp đặc biệt đấy thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Hơn là lấy những cái trường hợp ngoài cái năm cách nó ra là thuần cách. Mà đã thuần cách rồi kể cả tốt mấy thì tốt mẹ cũng có chuyện. Mà đã có chuyện là bùng thế thôi. Rất nhanh. Đấy, còn đây thì không ngại. Anh nhìn cái tham lam của em nó có vấn đề gì không mà sao nhiều người nó không thích tham lam? Tham lam và không thích thì mẹ anh đéo ai bị biết à, đéo phải đéo ai khuyên, mong thì nó phải thích. Ở đời này đừng bao giờ mong người ta phải thích mình. Thích mình lắm thì chỉ có khổ. Ghét cũng được. Đấy là chúng nó ác cảm với cái quan điểm tham của cư dần thân. Giống như là chồng em nó là phá thiên tuất như này thì anh mà phá. Không, ý là cái sao phá quân ấy là cái cách gọi là bất trung bất nghĩa bất nhân đấy. Nên là nhiều người ác cảm mà nhìn vào đây là lại đoán ngay là ôi ông này chẳng mẹ về kiểu rằng là lận luộc lắm đây nọ kia. Nếu như không có tuần triệt ấy thì hãy nghĩ kiểu đấy cũng được. Còn đã có tuần triệt rồi nó đâu phải thế. Đấy. Nhiều người nó lại phải định kiến lắm các bạn ạ. Cứ nhìn người ta thấy ăn mặc xấu là bảo là bọn này mẹ nghèo đói. Cứ ăn mặc mẹ mày ngon lành thì bảo là giàu có. Ngu xuẩn. Đầy người bây giờ mẹ nó giàu nó ăn mặc bẩn mẹ đặc đéo nó thích thế. Còn đầy đứa mẹ nghèo rất cùng tơi mẹ ốc đéo nào cũng sĩ diện ăn mặc phải hoành tráng. Đó chả khác gì cái kiểu dạng trong xã hội này cũng có rất nhiều người nó bị ngược lại với cả cái hình thức của nó. Nên là nhìn cái cách lá số này mà đoán như thế là nó bị máy móc. Thế mới nói là gì, khi mà chưa lấy chồng thì nhìn lá số này thì phải khuyên như thế nào.
chứ không phải là nhìn là số như này mà kết luận luôn là mẹ em lấy chồng là kiểu đéo gì cũng bị như này kia là cũng được. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chính mình là lấy chồng là ui chỉ sợ là nó sẽ bị thế nọ thế kia đấy, em phải hiểu góc độ như vậy. Còn nếu như em ấy lùi lại lên một xuống nhá, là thằng 95 nhá hay là thằng 93 ấy, thì quên mẹ đi, chắc chắn là mày hai chồng luôn, đéo phải nói nhiều. Và không bao giờ nó đi cùng mày đêm mà ngồi mình mới xem được. Nó đéo thì nó tin, chứ đừng nói bảo là nó ngồi ở đây nó xem. Thằng này nó ít nhất là nó không tin, nhưng mà nó lại là con người sống đàng hoàng. Đấy, nó biết cách thế nào là trước sau. Đấy, nó cũng không phải là cái thằng vô sư vô sách quá, vô thần quá. Nó có niềm tin, nhưng cái niềm tin của nó là có bằng chứng, có tính xác thực, có thực tế. Chứ nó không tin nó kiểu giọng mù quáng. Bản thân em cũng vậy thôi. Đấy, chứ không phải là không. Thế nên là em thì khác nó cái là em hay bị chi phối nhá. Em không phải là tin mù quáng nhưng em hay bị dễ bị chi phối. Những cái nó chả phải có căn cứ xác thực nhưng mà nó là tiêu cực thì mình vẫn cứ bị lo. Mình cứ bị ám ảnh mẹ bao ngày rồi, mình đéo thế nào mà dứt ra khỏi được cái đấy. Mình cứ dằn vặt là không biết là nó có đúng hay không, liệu rằng sau này nó có thể bị như vậy hay không. Thành ra là nó bị ám ảnh, hiểu không? Đấy, đấy là cái rõ ràng thôi. Còn khi lấy chồng như này, lúc mà lên thông tin bảo ừ, con bé này như thế được rồi. Anh lại tưởng thằng này hơn tuổi anh. Mẹ trông nó to đứng người thế. Mẹ kén anh đến mẹ 8 tuổi đấy. Chứ không phải ít đâu, mà trông nó to thật. Đó. Đó. À, 58 tuổi. Ờ, 6 tuổi. 94 mà đúng không ạ? Đấy, phải to người thế, sống nó già rồi. Mẹ nặng mà gần tạ chiếu hai chân đúng rồi, sống to thế này mét bảy mấy mét tám kìa.